À, mở chuyên đề số 9 đi, chuyên đề polymer, vật liệu polymer này. Học thì chốt để vào học đầy đủ. Học là có bạn học vẫn không, đúng không? Ở trên lớp học hết polymer rồi gì? Còn ai chưa được học không? Có bạn nào không được học không? Thế phải ôn tính nhắc qua lại lý thuyết một chút nhé. Nhiều bạn cứ sợ cái phần polymer này nó toàn lý thuyết thôi, có gì đâu nào. Nào, mở được chưa? Ở cái chuyên đề này nhá, chuyên đề số 9 các bạn chú ý này, nó có hai cái phần này. Phần thứ nhất là polymer này, thứ hai là vật liệu polymer này, đúng không? Nhớ rồi, phân loại polymer, nhớ được cái phần phân loại này thì thi cũng hay hỏi này và hay bị nhầm này. Polymer là đây người ta chia nó làm ba loại, nhớ rồi nhé, ba loại. Trước khi mà phân loại polymer thì người ta dựa vào đâu để người ta phân loại? Đó là người ta dựa vào nguồn gốc, điều nguồn gốc để người ta phân loại polymer. Loại thứ nhất là polymer tổng hợp. Cái polymer tổng hợp các bạn nhớ đây, tổng hợp là hoàn toàn do con người tổng hợp ra, đúng nào? Là polymer do con người tổng hợp ra và nó chia thành hai loại. Loại thứ nhất là polymer trùng hợp, loại thứ hai là polymer trùng ương. Đây là hai cái loại điển hình mình hay gặp. Thế mình hiểu cho đây thế nào là polymer trùng hợp, là cái polymer mà nó được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp, đúng không? Còn trùng ương là polymer điều chế bằng phản ứng trùng ương. Hai cái phản ứng điển hình của mình dùng để điều chế polymer trùng hợp và trùng ương. Ở đây có một số ví dụ này, ví dụ như polyethylene này, PE này, polystyrene này, PM này, đúng không? Còn trùng ngưng thì điển hình là các loại nylon nhé. Nhớ về trùng ngưng là điển hình các loại nylon, nylon 6 này, nylon 7 này, rồi nylon 66 này. À, tí tôi sẽ thầy sẽ nói kỹ ở cái phần dưới, phần tuần tơ sau nhé. Loại thứ hai là polymer thiên nhiên. Polymer thiên nhiên thì mình phải nhớ thiên nhiên nó gắn liền với thiên nhiên rồi, đúng không? Nó có sẵn trong thiên nhiên thì lấy cái loại polymer thiên nhiên nhé, nó có sẵn trong thiên nhiên này. Để lấy ví dụ như mình hay gặp là tinh bột này, cellulose này, tơ tằm này, hoặc bông hoặc len này. Có nghĩa là nó có sẵn trong thiên nhiên, được tổng hợp nhờ vào quá trình trong tự nhiên, đúng không? Loại thứ ba là polymer bán tổng hợp. Bán tổng hợp, cái bán tổng hợp là một là polymer thiên nhiên này, sau đó người ta đem về chế biến thêm một phần thì được polymer đấy, người ta gọi là bán tổng hợp. Nhớ đấy nhé. Bán tổng hợp thì nó còn có một cái tên gọi khác là polymer nhân tạo. Nhân tạo bị bán tổng hợp là một nhé, nhiều bạn hay nhầm là nhân tạo với tổng hợp. Nhân tạo thì hay nghĩ là con người tổng hợp ra mà, đúng không? Cho nên hay nhầm với lại tổng hợp. Nhớ nhân tạo là bán tổng hợp nhé. Thế có hai cái tơ mà các bạn hay gặp thuộc loại polymer bán tổng hợp, đó là tơ visco này, cái thứ hai là tơ acetat, hay đọc đầy đủ là tơ cellulose acetat nhé. Làm nào để nhớ được ba cái loại polymer này thì rất dễ nhớ thôi, không có gì cả. Các bạn sẽ nhớ được cái anh đặc biệt nhé. Thứ nhất là thiên nhiên thì không quên được rồi, đúng không? Thiên nhiên này có sẵn trong thiên nhiên rất dễ, tinh bột, cellulose, lơ, tơ tằm, bông len. Len ở đây là chỉ một số các loại lông nhé, ví dụ lông cừu chẳng hạn, hiểu chưa nào? Chứ không phải len là liên hệ đến cái len
dùng để đan quần áo tổng hợp đấy nhá, không phải em đen đấy là chỉ một số có loại lông, điển hình là lông cừu. Trong ba cái loại polymer này, polymer thiên nhiên là dễ nhớ rồi, và các bạn sẽ nhớ về polymer bán tổng hợp, hiểu chưa nào? Bán tổng hợp thì có hai cái loại polymer này thôi, viscose với acetate thôi, hiểu chưa nào? Còn lại các bạn cứ cho nó vào nhóm tổng hợp hết. Đấy, đấy là những cách để quản dễ nhớ. Tiếp theo thứ hai về cấu trúc. Cấu trúc của polymer thì nó có ba loại cấu trúc đúng không? Ba loại. Loại thứ nhất là mạch không phân nhánh, nhớ không phân nhánh. Cái không phân nhánh thì lấy ví dụ điển hình ở cái phần này người ta hay hỏi. Điển hình người ta hay hỏi là aminosơ này. Nhớ. Aminosơ này hay cellulose này. Tơ. Đúng không? Đó. Amylose là một dạng tồn tại của tinh bột, những cấu trúc của nó là không phân nhánh, nó giống với thằng cellulose mình học ở phần carbohydrate rồi đúng không? Thứ hai là mạch phân nhánh, phân nhánh amylopectin. Amylopectin là một dạng tồn tại của tinh bột đúng không? Thế nhưng nó khác ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ là amylopectin thì cấu trúc mạch phân nhánh, anh này cũng hay hỏi. Ngoài ra có glycogen nữa, glycogen thì đề thì ít đề cập. Những cái gì mà người ta ít đề cập thì có thể người ta lại hỏi, vì cái thứ hỏi quen thuộc nhiều rồi, nhiều năm nó thi rồi, bây giờ người ta không thi lại nữa thì mình phải chú ý mạch phân nhánh thêm để glycogen này. Thứ ba là mạch mạng không gian hay người ta gọi là mạng lưới, thì hai anh này đều thích đề thi đã đề cập rồi nhé. Là cao su lưu hóa với những bạc clip nhé. Đấy. Để cấu trúc của polymer là ba loại cần nhớ đây. Sang nội dung thứ ba là điều chế polymer. Điều chế polymer thì các bạn nhớ đây, để điều chế nó thì người ta điều chế chủ yếu bằng hai loại phản ứng, đó là phản ứng trùng hợp với lại phản ứng trùng ngưng. Trùng hợp thì các bạn phải nhớ điều kiện để một monomer tham gia phản ứng trùng hợp. Điều kiện ở đây có liên kết bội. Tổng quan liên kết bội thì mình hay gặp nhiều nhất là liên kết đôi nhỉ. Hoặc là vòng kém bền. Vòng kém bền thì thấy chưa đề thi năm nào hỏi cả. Chủ yếu là chữ liên kết bội, cụ thể là liên kết đôi nhỉ. Để cứ nhìn vào đây cái monomer nào mà chữ liên kết đôi thì nó có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Tính chất của nó giống với alken mình học ở lớp 11 rồi, đúng không? Thứ hai là phản ứng trùng ngưng. Trùng ngưng nhớ này nhé, trùng ngưng với trùng hợp là khác nhau ở chỗ nào? Nó có từ ngưng này đúng không? Ngưng thì liên quan đến ngưng tụ. Vì vậy ở đây các bạn nhớ phân biệt về phản ứng trùng ngưng thì ngoài cái sản phẩm là polymer thì nó còn sinh ra một cái phân tử nhỏ khác nữa, nó chính là phân tử nước đúng không? Thế điều kiện để một monomer nhớ tham gia phản ứng trùng ngưng là gì? Là monomer đấy phải có ít nhất hai nhóm chức. Và hai nhóm này là phải có khả năng phản ứng được với nhau. À. Điển hình ở đây các bạn hay gặp phản ứng trùng ngưng của trường hợp thứ nhất này. Điển hình các bạn hay trùng ngưng của thằng nào? Thằng amino acid đúng không? Thì viết tắt từ amino acid nha, trùng ngưng amino acid. Đúng nào? Vì bản thân cái thằng amino acid thì nó có hai nhóm có khả năng phản ứng được với nhau là nhóm N2 này. Cái nhóm như đây COH hoặc là một cái phản ứng trùng ngưng nữa đó là trùng ngưng ancol với axit carboxylic. Trùng ngưng axit với ancol có hai cái trường hợp điển hình các bạn hay nhớ nhớ ra đây nhé. Để lấy ví dụ này, các loại tơ nylon 6 này, nylon 7 này, nylon 66 này đều là được điều chế chủ yếu phản ứng trùng ngưng đây nhé. Thế còn một cái polymer nữa là polyethylene thì anh này được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng nhưng là trùng ngưng của ancol với axit nhé.
ethylene này, TEF và tannat ethylene, nó chính là trung ương ethylene glycol đấy với axit tere và talic nhỉ. Đây cũng là một cái polymer mà đề thi cũng hay đề cập, hỏi nhiều năm rồi. Phần này người ta hỏi lý thuyết dễ, còn hỏi được điều chế phản ứng trung ương hay trùng hợp vân vân nhỉ. Sang nội dung thứ tư này, vật liệu polymer. Vật liệu polymer thì các bạn nhớ đây, nếu mà đầy đủ của nó thì vật liệu polymer nó có bốn nhóm vật liệu điển hình hay gặp, bỏ một cái nhóm cuối cùng rồi để còn ba thôi. Vật liệu thứ nhất là chất dẻo, thứ hai là tơ, thứ ba là cao su. Chất dẻo thì các bạn phải nhớ một số polymer thường dùng làm chất dẻo. Từ cái polymer đấy người ta sản xuất ra chất dẻo. Ví dụ như PE này, PE là polyethylene đúng không? Điều chế phản ứng trùng hợp. PVC chính là polyvinyl clorua, được điều chế phản ứng trùng hợp đúng không? PMM thì chính là polymethyl metacrylate, điều chế phản ứng trùng hợp đúng không? Polyformaldehyde, anh này thì được kìa nhỉ? Anh PPF này. Đề thi như là thầy thấy ít đề cập lắm nhỉ, gần như không đề cập đến, không hỏi đến. Có ba anh đầu tiên đây chất dẻo, thứ hai là tơ. Tơ cái này hay nhầm đây, tơ thì người ta chia làm hai loại, nhớ được có hai loại tơ nhé. Đấy. Loại thứ nhất là tơ thiên nhiên, tơ thiên nhiên là nó được tổng hợp có sẵn trong tự nhiên rồi đúng không, ví dụ như bông này, len này. Len ở đây nhớ là len đây là chỉ lông, một số loại lông thú, cái lông cừu là điển hình nhất. Tơ tằm, cái này thì dễ nhớ. Khi người ta hỏi các bạn tơ thiên nhiên cũng giống như câu hỏi polymer thiên nhiên đúng không? Loại thứ hai là tơ hóa học. Tơ hóa học thì người ta lại chia làm hai loại, đó là tơ bán tổng hợp. Đây, tơ bán tổng hợp hay còn gọi là tơ nhân tạo. Đấy, và thứ hai là tơ tổng hợp. Thế tơ bán tổng hợp ở trên vừa nãy thì nó nói rồi, tơ bán tổng hợp thì nó giống như câu hỏi polymer bán tổng hợp. Vậy người ta hỏi polymer nào sau đây là polymer bán tổng hợp hay tơ nào sau đây là tơ bán tổng hợp thì câu hỏi nó giống y nhỉ? Tương tự tơ thiên nhiên, thế người ta hỏi tơ thiên nhiên hay hỏi polymer thiên nhiên, câu hỏi giống nhau, nhớ rồi đấy nhé. Và đây người ta cũng đề cập đến hai loại tơ thôi, đó là tơ visco với tơ cellulose acetate. Cả hai cái loại tơ này thì polymer thiên nhiên của nó đều là cellulose. Tơ visco này thì nó cũng được sản xuất từ cellulose nha. Khai thác cellulose về sau đó người ta tiến hành kéo sợi, sơ chế biến qua một phần thành các sợi tơ viscose. Thứ hai là tơ tổng hợp. Cái tơ tổng hợp ở đây thì mình cũng điển hình hay gặp nhiều nhất, đó là loại tơ thứ nhất là tơ polyamide nhỉ. Polyamide nó có cái đuôi amide này. Là cái loại polymer mà nó chứa liên kết amide. Amide chính là liên kết CONH. Đừng nhầm với liên kết peptide nha các bạn nhé. Liên kết peptide thì là CONH phải giữa hai gốc alpha amino acid nhỉ. Còn liên kết amide đây là tổng quát của CONH giữa amino acid nhỉ. Và đặc điểm của tơ polyamide thì nó kém bền trong môi trường acid và môi trường bazơ. Liên kết amide này này nó kém bền. Để liên quan đến câu hỏi sau này người ta có những câu hỏi liên hệ thực tế thì mình phải chú ý. Lấy ví dụ như điển hình là tơ nylon 6 này hay tơ nylon 66 này. Loại tơ thứ hai là tơ vinylic thế. Cái này mình hay quên này. Vinylic thế. Nó có hai loại, tơ nitron hay tơ olon, tơ vinylon nữa.
Vì non thì để thi gần như ít khi đề cập tới nitron hay toluol, đề cập nhiều hơn hay hỏi nhiều hơn. Từng điều chế phản ứng trùng hợp nhỉ. Tí nó đến câu hỏi thì sẽ ôn thì ghi cho các bạn phương trình phía dưới sau. Đây là nhóm vật liệu thứ hai là tơ, nhớ rồi nhé, tơ thì nó chia làm hai, tơ thiên nhiên và tơ hóa học. Ví dụ như người ta cho các bạn một số tơ xong hỏi tơ nào sau đây là tơ hóa học chẳng hạn, là mình phải chú ý. Cao su thì có hai loại, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp nhé. Cao su thiên nhiên là loại cao su mà có sẵn trong thiên nhiên rồi, nó chính là được khai thác từ nhựa mủ cây cao su ấy, đúng không? Trong cây cao su sau đó các bạn quan sát thấy người ta hay đi khai thác cao su đúng không, bằng cách là dùng cái dao khứa cái rạch quanh cái cây cao su để cho nhựa mủ cây cao su nó chảy ra đúng không, sau đó hấn. Đấy là cao su thiên nhiên nhỉ. Tiếp theo là một cái tính chất chú ý đây là cao su thiên nhiên khi mà tác dụng với lưu huỳnh thì nó tạo ra một cái loại cao su người ta gọi là cao su lưu hóa, đề thi cũng đã đề cập rồi nhá. Cao su lưu hóa, lưu ở đây chính là lưu huỳnh nhá, có nghĩa là đun nó cho cao su thiên nhiên tiến hành tác dụng với lưu huỳnh để nó tạo ra một cái loại cao su lưu hóa, tạo ra các cầu nối lưu huỳnh. Thì cái loại cao su lưu hóa này nó có tính đàn hồi này, tính chịu nhiệt này, nói tóm lại là nó có nhiều cái tính năng ưu việt hơn so với cao su thiên nhiên, đúng không? So với cao su thường. Loại thứ hai là cao su tổng hợp. Cao su tổng hợp thì nó chia làm ba loại: cao su buna này, buna S này, buna N này. Buna thì được điều chế bằng phản ứng trùng hợp buta 13Dn, đúng không? Còn buna S, S ở đây là viết tắt của styren nha, đừng nhầm với lại S ở đây là viết tắt giống như kiểu kem đánh răng PS, không phải đâu nha, hay là với lưu huỳnh, không phải đâu nha. Buna S được điều chế phản ứng đồng trùng hợp buta 13Dn với lại styren nhé. Buna N, N đây không phải nitơ nhé, N thì viết tắt của cái từ phía sau này, acrylonitrile này, vinil cyanua. Thằng vinil cyanua này thì gần giống với vinil clorua CH này, nối đôi CH trước cyanua đây, CN. Clorua thì là N cao của thằng này, N thấp, nitơ. Ok chưa? Đấy là toàn bộ lý thuyết về polymer. Trông tôi nhưng mà học trên lớp lý thuyết nhiều phết đấy đúng không? Tóm tắt lại thì các bạn ngắn gọn dễ nhớ, không có nhớ đâu nhé. Làm luôn cho thầy nhá, để thầy xem làm lý thuyết các bạn nhớ không, là phần này các bạn cứ sợ lý thuyết đúng không, sợ lý thuyết thì mới biết là những bạn mà học khối xã hội người ta học lý thuyết nó thế nào nhỉ, đúng không? Học lý thuyết còn nhiều lý thuyết kinh khủng hơn mình nhiều. Nay vẫn có một số bạn nghỉ, cho Phúc làm đầu tiên xem nào. Mấy Anh câu thầy nhỉ? À, câu 1 này. mấy câu đấy, Mấy câu các bạn, mấy câu không nhỉ? câu 1 là D, Câu 1 là D, không phải polymer chất béo đúng không? Đúng không? Câu 2. câu 2 là B B bỏ. gồm có cellulose dư và amin dư, Đúng rồi, không phân nhánh thì có ghi luôn rồi, đây là glycogen là gì em nhỉ? và ly Ừ. là phân nhánh, phân nhánh à, Đúng rồi, phân nhánh là giống amino pectin nhựa ba cái lít. mặt không gian Đúng rồi, mạng không gian cao su lưu hóa cũng không gian đúng không, không, cellulose là không không phân nhánh, phân nhánh rồi, okay. Amylose không phân nhánh, cũng phân nhánh, vậy hai thằng này đúng không, amino pectin là phân nhánh. phân nhánh đúng không. Có B ha nhỉ. Phần này mình ôn tí mình nhớ này. Toàn lý thuyết. Cô bạn Câu 3 là bụng bụng bì. ở sẵn trong thiên nhiên dễ nhớ không đúng không, bông len đây sợi đúng không, vân vân.
ghi luôn bên cạnh cho thầy là nylon 6 là thuộc loại gì em? Nylon 6 là từ tổng Là tổng hợp hợp đúng không? Tiếp nitron, nitron tổng hợp ấy. cứ loại cho thầy là loại thiên nhiên này, loại bán tổng hợp đi thì nó còn lại là tổng hợp cho nó dễ nhớ nhỉ. Vâng. Nitron thì nó được điều chế bằng phản ứng trùng hợp vinin cyanua, chất này đây này, trùng hợp chất này nhỉ. Ngoài ra chất này nó còn một cái tên khó nhớ hơn nữa đúng không, thằng này có tên khó hơn nhớ nữa chính là acrylonitrile. À, các bạn ghi bên cạnh cho thầy cho nó nhớ. Tơ acetate thuộc loại nào em? Bát Đúng rồi, bán tổng hợp. Có hai cái thằng bán tổng hợp là các bạn nhớ thầy. Mà tơ acetate này hay cellulose acetate này với tơ vitro hết còn lại. Thiên nhiên dễ nhớ rồi. Suy ra tổng hợp dễ nhớ không đúng không? Vậy mình nhớ đặc biệt thằng thiên nhiên với bán tổng hợp, còn lại sẽ là tổng hợp. Câu 4 em. bốn là A. Câu này là câu phải suy luận này. Đấy. Câu này là câu phải suy luận chứ không phải chọn bừa được. Polymer là sau đây kém bền với nhiệt này, axit này, bazơ. Đúng không? Đấy. Cái này nó thuộc về phần tính chất của nó, nhưng mà tính chất thì mình không thể học thuộc được mà mình có thể suy luận được. Được dùng để dệt bít tất vải lót xăm nốt xe. Thì bây giờ mình sẽ suy luận thôi. Mở phần ứng dụng là nếu mình quên thì mình mở dụng. Phần ứng dụng của polymer, các loại polymer là cho hết nhá, ví dụ như thằng nylon 66 được không? Thì nó có tại cái nó kém bền với nhiệt mà không cả axit bao giờ luôn. Kém bền với nhiệt, đúng rồi, thằng này kém bền với nhiệt về axit bazơ đúng chưa? Rồi. Rồi vì nó chứa liên kết gì em nhỉ? Liên kết CuLH. CuNH vừa nãy thì nói nó chính là liên kết gì em nhỉ? Liên Liên kết kết amid. amin, đúng rồi, bên sinh thì như các bạn cũng được học qua xong nhỉ. Liên kết CuNH về đáp án gì đây? À, đúng rồi, đấy là cách để mình suy luận, có những cái gì mình không thể nhớ được hết nhỉ. Cho cái dấu hiệu kém bền với nhiệt, đặc biệt là axit bazơ. Con năm em. Câu 5 là C. C polymer sau đây tác dụng với lưu huỳnh vừa nãy thầy nói rồi đúng không? Tạo ra một loại cao su điều hóa có tính đàn hồi cao chịu nhiệt, đó chính là cao su thiên nhiên. Câu số 6. D. Cao su buna, buna nhớ được sản xuất từ polymer nào sau đây? Nó chính là polybuta 13DN đúng không? Polybuta 13DN thì được điều chế bằng phản ứng trùng hợp buta 13DN. Có nhớ chất này không em? Này Mấy C nhỉ? 44C 4C đúng rồi, C2 này, nối đôi C, CH nối đường đôi CH đầu cái đúng rồi em. Câu 7. câu 7 là A. Dễ rồi, nylon 66. Nhớ đặc điểm ở đây này. Nylon 66 là loại polymer này mà đặc điểm của nó là tổng hợp lên từ hai monomer, mỗi monomer đều có 6 C và có hai loại nhóm chức. Câu 8 em. Câu 8 là Không phân nhánh. Câu này thì mình phải suy luận một tí nhỉ. Câu này nếu mà hỏi là nhiều bạn sẽ hay quên đây. Nếu mình quên thì mình loại trừ đi. Aminobactin loại là glycogen thì loại là cao su di hóa thì loại là đấy, có phải là tơ đúng không? Định nghĩa tơ mình học rồi. Tơ cấu trúc của nó đều là mạch gì? Không phân nhánh nhá. Tơ nylon 6. Đúng rồi. Câu 9. câu số 9 là từ Astra. Được sản xuất từ cellulose đúng rồi, được sản xuất từ cellulose, nó giống với câu hỏi nó chính là tơ gì đấy em,
tơ bán động vật Bắt đấy, hay tơ nhân tạo, đúng rồi, nó chính là tơ acetate hay tơ viscose, có hai loại tơ bên cạnh ghi luôn rồi đấy nữa, tơ viscose cho nó nhớ. Công nghệ này. người. Polymer có tính dẻo, tính dẻo thì phải liên hệ với chất gì em? Còn nhớ để quên này. Tính dẻo thì mình sẽ liên hệ với chất dẻo, đúng không? Đấy. Cái chất dẻo thì bây giờ mình sẽ xem này, cái nhóm vật liệu làm nhóm polymer nào được dùng để sản xuất chất dẻo đây. ABC. Chất dẻo vừa nãy thì liệt kê đấy, chất dẻo có những polymer nào em nhỉ? ABC. Đúng rồi, vậy thì phải đáp án gì? B. Đáp án B bỏ. Thực ra phần này mình làm nhiều nó sẽ nhớ. Tơ nylon cho 6, nylon 6 loại nha. Polybutan 13 đen, thằng này loại nha. Thằng này chính sản xuất cao su buna nha. Đáp Vâng. án D, polyacrylonitrile, nhiều bạn sẽ hay quên cái này. Thằng này chính là gì đây? Mở ngoặc cơ đề, thằng này chính là sản xuất tơ. Tơ gì đấy? Tơ nitron. Hay một cái tên gọi nữa. Tơ onon. Tơ nitron hay tơ onon. Rồi, ok. Các bạn nhớ lý thuyết để cho các bạn chuẩn bị tí nhé. Ở nhà chuẩn bị chưa nhỉ các bạn nhỉ? Cần chuẩn bị tí không? Cần thời gian chuẩn bị không? Có Có hả? Có to không? Hỏi. Ít bạn trả lời, không biết là có cần chuẩn bị hay không. Để cho chuẩn bị khoảng 3-5 phút nhé.
Để xem chắc bạn được nhiều nhiều đấy nhỉ. Cho hay nhỉ, xem nào, cho Việt làm để xem nào. Việt Nam này có mấy rồi em? Việt này. Chạy đâu rồi sao? Long làm thế nào? Nguyễn Long làm. Thì có 11 hàng này. Ừ, từ câu 11 em. 11 là em chọn A. Cái này mình liên hệ ngay đúng không? Polymer là sau đây có dạng hình sợi này, mảnh này, độ bền, mình nghĩ ngay tư. Đoạn này là đúng Ừ. rồi. Câu 12 em là A. Cấu trúc mạch không phân nhánh. À, không phân nhánh nhiều bạn cũng hay quên đúng không? Không phân nhánh nó cũng là tơ đúng không? Cứ nhìn thấy tơ là chọn đúng linh kiện của tơ, tơ nitro đúng không? 13A. 13 polymer sau đây polymer tổng hợp, đáp án A đúng rồi. Đáp án B là thuộc loại gì em nhỉ? B là Tinh bột thuộc loại gì nhỉ? tinh Tinh bột. bột thuộc loại gì? Enrosion. Polymer gì em? Tinh bột thì chỉ có thiên nhiên đúng không? Visco, Cái cô làm bán tổng hợp. bán tổng hợp hay còn gọi là nhân tạo. Ừ, nhân tạo. Cellulose em. Nuôi ra vô hàng thiên nhiên Thiên nhiên dễ nhớ không à? 14 em. 14 A Trùng hợp đúng không? vâng. Bây giờ nói về phản ứng điều chế đây. Trùng hợp thì chưa lên cái đôi đa ban A đúng rồi. Ninon sau 6 là điều chế phản ứng gì em? Ngưng Trùng ương đúng rồi. Polyethylene terephthalate cũng là phản ứng gì đây? trung Trùng ngưng ương nhờ protein được tổng hợp. 15 Vậy A polymer sau đây được điều chế một phản ứng trùng ngưng đáp án A. Có lại trùng hợp đúng không? 16D Tổng hợp đến đây là polyethylene rồi, cái sensor thiên nhiên rồi, thủy tinh hữu cơ thủy tinh hữu cơ tổng hợp đúng không? Ok, lon 66 đi con sáu sáu poly butadien với cả lon 6 rồi. Ok, 1 2 3 4 5 đủ rồi đấy. Tinh bột thiên nhiên rồi. 17B B bỏ đấy hả em? B Phát biểu là sau đây sai, đa số các polymer đều là chất rắn tan được trong nước. Cái này tan được trong nước nhìn thấy ngay nó sai đúng không? Đặc điểm các polymer thì thường ít tan trong nước hoặc là hầu như là không tan trong nước. Để mình kiểm tra đáp án A này. Cao su là vật liệu polymer có tính đàn hồi đúng rồi. Nhắc đến cao su là tính chất đàn hồi, nhắc đến chất dẻo là tính dẻo. Ninon 66 thuộc loại tơ tổng hợp đúng rồi, tơ tằm thiên nhiên B. Cho đúng rồi, câu 18 em. 18 là D. D, tơ tằm. Có nhớ tơ tằm thì trong tơ tằm nó chứa loại hợp chất gì không Em cũng không nhớ lắm đấy. em? Nó chứa các sợi protein. Trong tơ tằm nó chứa một loại protein đơn giản, còn nhớ ai nhớ không nhỉ? Ghi bên cạnh cho đây, nó chính là phi bờ protein. Phi protein có trong sợi tơ tằm, nó chính là các sợi protein đơn giản đấy. Protein thì nó giống như ninon 66 đều chứa nguyên tố giống nhau. Còn nếu không mình loại trừ cũng được đúng không? Loại A này, B tơ tổng hợp, không phải Loại tơ thiên nhiên, loại tơ tằm mới là thiên nhiên, còn ninon 66 là tổng hợp đúng không? 19 này, 19A đúng rồi các bạn này, polyamide chứa lên cái amide từ ninon 6, ninon 7, ninon 66 vân vân. 20 em. 20 Dễ quá đúng không? trùng hợp thì polyacetate Ô, em nói hoài ở tìm mình acetate thôi. Đúng không?
tìm cái chất nào có tên gọi là vinil acetate là xong, có gì không phải tìm mở thì sao hả? em gọi em chia 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 khoanh này. Đọc tên cho đầy các chất nào, nhìn cái chất nào có tên gọi là vinil acetate chung không? Tất cả chất Đây ô đấy, quên hết tên của nó rồi, bắt đầu lại quên tên của este rồi. Tới thì sẽ phải ôn lý thuyết cho các bạn, khả năng ôn hai đề cho các bạn. Ký. Mai thì sẽ bắt đầu đăng lên trên shop cho các bạn làm. Đáp án A gọi tên cho đây. Chất này có tên gọi là gì? về tin tin Nào, amin nào, 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 đúng cái gì đấy? Đáp án A, cái chất A này các vậy bạn. à Vinin. Gì? vinh ET quên rồi, ồ chết, không ôn lại có khi học xong chuyên đề này lại quên chuyên đề kia à. ET là tên gọi dễ nhất và hay gọi. Vinin gì nữa em? 3C Pro Pi O Nát ghi vào cho thầy cho nó nhớ. Còn đáp án C nhìn lên tên của nó chưa? Đáp án C chính là vinin gì em? À, cetan còn gì nữa hả? Đáp án C đúng không? Đáp án B gọi tên rồi đấy nào. Nhớ tên chưa? Tên cái te đấy. BB Long nhớ chưa? Xin Quay quên tên ET ha, chết. ST Nào cách đọc tên ET thì R C O O R phẩy đúng không? Đọc tên gốc R phẩy ghép với tên gốc axit tương ứng của nó đúng không? R phẩy đây là gốc gì đây? C25 đúng không? Gốc này có tên gọi là gì em? E tin. etin rồi. Tiếp tục gốc axit 3C chữ nên cân đôi bắt buộc phải nhớ nhá, vì cái này rất hay gặp. Gốc gì nào? A. Acrylic đúng không? Acrylic, axit acrylic chuyển đến gốc của nó là acrylic. Ở dưới gọi được chưa? Học cái gì cao siêu thì nhớ, nên cái đơn giản thì quên thì chết. Acrylic Metin acrylic không được quên cái cơ bản. Mỗi một lần ôn mình phải ghi bên cạnh cho. Ok. Hãy còn làm tiếp để xem nào. Bắt đầu ở phía dưới thì lý thuyết nó bật tổng tổng hợp nhiều hơn đúng không? Bạn nào mà nhớ lý thuyết rồi làm nhanh. Hiểu lý thuyết. Để gọi luôn nhé, gọi luôn làm luôn nhé. Không nhớ. Chúc Quân làm cái này. Quân nằm giờ đèn quân nằm. Dạ. Ừ, quân nằm đến đâu vậy em? Em trên là nên công Hàn Quốc thôi. Ờ rồi cho các bạn chuẩn bị tí đã. Chuẩn bị tiếp rồi đấy nào. Cố gắng nhé các bạn, tranh thủ cái thời gian, ví dụ như mình có thời gian rỗi, đặc biệt là cái phần lý thuyết mình phải chịu khó ôn lại, không học xong các chuyên đề tổng hợp nó hay quên.
Để xem quân nào mới có mấy ở quân. Được lên câu mấy rồi em? Cũng không nhà cho em. Một bản mình đi xem đặc biệt làm cho thể hiện đặc biệt Thầy biết làm có mấy rồi ạ? làm đến câu 28. Rồi ok, câu 21 nha, 5 năm câu rồi. Thầy 21 Đáp án gì nhỉ? Polymer dùng hai chế tạo thủy tinh hữu cơ đá mana. Đọc tên rồi để khi tên này sẽ là còn nhớ tên này không, tên gọi của nó là gì em nhỉ? Cái tên này cũng hay gặp nhé, gọi tên này sẽ tên gọi của nó là gì nhỉ? À, quên nhanh thế hả? Mê tin gì nữa, cái này nhóm này phải cho ôn cho hai đề ba đề lộ nhớ lại chứ không có ghi lại quên hơi nhiều đấy. Rồi mai thì sẽ đăng lên luôn một đề để cho các bạn làm. Mê tin gì đây, không nhớ à? Mê tin, mê ta Cadillac đúng không? Một trong những cái ST rất hay gặp quên được rồi. Tiếp theo đáp án C, đọc lúc thầy cái chất này còn nhớ không? Có tên luôn cho nó nhớ, còn nhớ không ý? Chất gì nhỉ? không Styren đúng không? Vòng benzen liên kết với gốc vinin, nó styren nhé. Đáp án B đọc cho thầy nào? Latin Metin acrylate. Đáp án D. green đây Đáp án D. là vinyl Vinin acetate đúng rồi. Ai quên thì ghi bên cạnh vào. Câu E2 em. hai à. À, đọc cho thầy là tự bán tổng hợp. Cô và sân acetate. Rồi, có hai thôi. Đúng không? Tự tằm là thiên nhiên. Tơ ni non 66 là thuộc loại gì em? Tổng Không hợp đúng có không? Capron là tơ gì nhỉ? đúng Tổng hợp nhé. Tơ capron thì nó còn có một cái tên gọi khác là tơ gọi chính là tơ ni non 6 nhỉ? Cứ gặp ni non là tổng hợp. Câu 23 có hiểu cái đó. C C à? Rồi. Hướng dẫn cách để các bạn làm câu 23 này. Để cho các bạn khối lượng của một cái đoạn mạch tơ ni non 66 mà một đoạn mạch tơ capron số lượng mắt xích gần đúng, vậy có nghĩa là mình tính n đấy đúng không? Trong cái đoạn mạch ni non 66 thì bây giờ mình phải nhớ ni non 66 đã. Ni non 66 thì nó được tạo ra bởi phản ứng trùng ngưng hai monomer, mỗi monomer đều có 6C và đặc điểm có hai cái loại nhóm chức khác nhau, một nhóm N2 với lại nhóm COH nhé. Thằng đầu tiên LH này, CH2 này, 6 lần này, sau đến gì đây, LH này, CO này, CH2 này. Để thì đóng học vuông chuẩn tí không đi ở ngoài 6 thì là 4 CO nhé. Đây đây chính là ni non 66 đây, nó được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng hexa metilen diamin đúng không, với lại
Thằng axit gì đây còn nhớ, axit có 6C, hai CH hai đầu này, nó là axit adipic đúng không? Em bấm rồi toàn bộ cái chỗ bên trong này mà lớn của nó là bao nhiêu nhỉ? 226 ạ. 26 nhân với n đúng nào? Chẳng qua cái mẹ này người ta yêu cầu bạn phải nhớ được công thức cấu tạo của cái đoạn mạch tơ ninon 66 này thôi. 226 là bằng 2 7 3 4 6 đúng không? Từ đây mình sẽ tìm n 121 này em. Rồi, okay. Tương tự đối với lại đoạn mạch tơ capron. Tơ capron thì nó chính là tơ ninon 6 nhé, ở trên này viết rồi này. Tơ ninon 6 thì lại nhớ đặc điểm về nó có 6C. Tạo ra được từ một monomer thôi. Chứ không phải hai monomer. Thằng này 5 này. Đầu này là CO này. Đây, đóng bằng ngọn N lần. Đây chính là ninon 6. Từ đó mình lại suy em lớn của nó bên trong là bao nhiêu em nhỉ? 1 3. 113 nhân với n cho thầy nó phải bằng 17176. Vậy từ đây mình lại tìm n 1152. Đoạn C. Câu 24 em. Từ đây nếu mà người ta hỏi các bạn điều chế thì sẽ không mà. Đúng không? Đáp án D đúng rồi. Hay quên thì có thể ghi tên của các chất bên cạnh cho đây để phòng người ta hỏi tên đúng không? Cái axit đầu tiên này nó chính là axit A D pic nha. Còn amin sau này nó chính là amin hai chức hexa này. Hexa là 6. Nhóm sen 2 là nhóm metilen, thì nó là hexa metilen. Gốc hóa trị 2. Gốc hóa trị 1 là sen 3 là metin đúng không? Để gốc hóa trị 2 nó thêm đuôi en metilen nhé. Yeah. Tiếp tục. Diamin. Metilen. Diamin. Câu 25 em. C. C. Đúng rồi. Đáp án A là sai. Trung ương buta-13-dien với acrylonitrile sản xuất cao su bunan thay từ trung ương bằng ở đây nếu đúng người ta gọi là phản ứng đồng trùng hợp nhỉ. Phản ứng đồng trùng hợp. B tơ visco là tơ tổng hợp sai rồi, nó là tơ gì em nhỉ? Bán tổng hợp đúng rồi. Đáp án D tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trung ương sai. Được điều chế bằng phản ứng gì? Trùng hợp vinin cyanua CN2 này nối đôi CH CN nhỉ. Đáp C phản ứng trung ương đúng rồi. Trung ương hai chất nào với nhau các bạn có thể ghi bên cạnh cho mình. Trung ương ethylene glycol đúng không? HO này. CN2 này. CN2 này. OH này. Đó. Với axit tereftalic COOH này. C6H4COH. Yeah. Chỉ khó viết bên cạnh cho đấy cho nó nhớ vì đi thi phần này chủ yếu lý thuyết người ta hỏi dễ không khó.
Cho Hương làm cho để là Hương này. Hương làm đâu ạ? C à? Cho thêm một tí. Làm đến đâu ạ? Cũng tạm tạm hết. Tạm tạm rồi. Hai sáu C nào, hai sáu C đọc cho đây nào. Polymer nó cũng chụp được nhỉ. Nylon Đầu tiên cũng chọn nylon đã, đúng không? Nylon mấy nữa? Bảy. 7 và polyethylene. Hết chưa? Chắc hết rồi. Hết rồi. Đúng không? A này, thằng polymethyl metacrylate vừa nãy thì mình nói ở trên không? Được điều chế phản ứng gì đây? Trùng hợp. Đúng không? Cho nên kết đôi polystyrene là trùng hợp mà polyvinyl acetate vinyl thì nhìn thấy ngay cái lên cái đôi rồi đúng không? Vậy đây xem nào trùng hợp Trùng rồi hai bảy B. bề bò cao su thiên nhiên là polymer của isobren đúng rồi tính axit của phenol yếu hơn của alcohol cái này sai tính phenol tính axit của phenol mới lớn hơn của ancol có biết là tính axit của phenol lớn hơn của ancol thể hiện qua phản ứng nào nghe ta so sánh tính axit của phenol ấy. Lớn hơn ancol thể hiện qua phản ứng của phenol tác dụng đối với không bị kiểm đúng không ví dụ như tác dụng với nào hát này hoặc tác dụng với kèo hát này ancol có tác dụng không ancol thì nó không phản ứng được đúng không khí C này các chất ethylene, toluen, styren đều tham gia phản ứng trùng hợp nó sai chất nào em nhỉ? Toluen. Đúng rồi, có nhớ toluen Không. không? Toluen học lớp 11 đúng không? Vòng benzen này liên kết với CH3 nhỉ? Nhánh CH3 như thế. Đây là toluen. ID tính ma rơi của anh mạnh hơn của ammoniac xe rồi nó phải là yếu hơn này đúng rồi đáp án A thằng này để sản xuất cái gì em nhỉ không sản xuất tơ đúng, sản xuất gì metin metacrylate nó sản xuất vật liệu nào đấy có ba nhóm vật liệu này nhớ chất dẻo này tơ cao su này đấy. Này sản xuất chất dẻo thủy tinh hữu cơ nó chính là chất dẻo đúng không phải nhớ rồi nhá thuộc nhóm loại vật liệu nào nhầm lẫn quên tơ dễ rồi đúng không cao su thì cũng dễ nhớ có mấy loại cao su thiên nhiên cao su muna munes munan còn lại chất dẻo trùng hợp vinin xe luôn có nhớ sản xuất tơ gì không em tơ gì đây tơ nitron đấy ghi bên cạnh như thế cho nó nhớ hay là tơ onon đúng không thằng vinin cyanua đây này chữ khó các bạn ghi bên cạnh như thế trùng hợp vinin cyanua đây áp suất xúc tác nhiệt độ mình sẽ được CH2 này CH này CN gần giống như là vinin clorua chỉ khác mỗi n cao n thấp IC sản xuất từ gì đấy có luôn cho nó nhớ trung ương hexa Số đúng rồi nãy mình làm ở trên rồi là tự đi non 6 6 ID tự đi non mấy đấy
Nhân vớt đi. Nylon 6. Epsilon mà. Epsilon là số 6 mà. Có nhớ chuyện này không? Đây, trung ương chân này đây, đúng không? Học ở amino acid mình có được học rồi. C2 5 lần nó có 6 C mà. C O O H đúng không? Đun nóng là thằng này này. Đun nóng epsilon amino K bờ rỗi thì mình sẽ được polymer của nó đây. Đợt 2 tách H ra đúng không? Đầu COH thì tách nhóm OH ra. C2 đây 5 lần tổng là 6C. CO này. N đúng không? Cộng với N phần tử nước. Polymer tạo thành như này. Dùng để sản xuất từ nylon 66, nylon 6. 29 này. Em chưa làm được. Rồi 29 thì các bạn đọc kỹ rồi nhé. Mình sẽ suy luận từ chỗ nào? Từ chỗ CH này nối 3 CH cộng với HCl. Đây chẳng qua nó là phản ứng cộng thôi. Có đúng không? Phản ứng cộng của alkin với axit nhỉ. Đúng không? CH này, CH này, cộng với HCl. Phản ứng cộng thì H đâu đây? Đúng không? Cộng ở đây thành CN2. Và vỡ một liên kết pi rồi, đúng không? CH nó gắn với CN vào. Đó. Cái thằng này là vinil clorua rồi. Vinil cyanua rồi, giống gần giống với vinil clorua đấy, đúng không? Người ta hỏi Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polymer sau đây. Đây thằng X này. Từ X tiến hành phản ứng trùng hợp để tạo polymer Y với Y thì các bạn đoán ngay cho đây. Y đây chính là gì đây? Polymer Y chính là thằng này. Tiến hành trùng hợp này. Đúng không? Đó. Đây là Y này. Bên tơ Y này chính là để sản xuất tơ nitron hay tơ olon nhé. Có hai đáp án B với D thì loại đi. Z. Z thì bây giờ mình nhớ lại thôi. Nhớ đặc điểm của nó rất dễ nhé các bạn. Không được quên này. Chất X, X ở đây là chất nào? X ở đây là chính là cái chất vinil cyanua đây là. CH này, nối đôi này. CH, CN. Đúng không? Hai thằng này tiến hành phản ứng đồng trùng hợp. Đúng là để tạo ra một polymer Z. Thì gợi ý cho các bạn đây này, có nitơ đây này nhé. Thì polymer Z này dùng để chế tạo chính là chế tạo cao su mu N, đúng không? Đây, mu N. Các bạn bu này SS thì bên là styren cơ, đồng trùng hợp buta một ba diên với lại styren cơ. Ok chưa? Câu 30, phát biểu nào sẽ là đúng? Để cho Ngân làm nốt. À, cho Hương làm nốt câu này đây nào. Đáp án gì em? Các bạn ạ. À, đúng rồi, sợi bông này, tơ tằm thuộc loại polymer thiên nhiên. Ý B, sai rồi, visco, tơ aspen đều thuộc loại tơ
Từ này gọi là từ bán tổng hợp đúng không, chứ không phải là từ IC polyethylene và polyvinyl là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng, sai. Nên nó phải là phản ứng gì? Trùng hợp. Idethylenol sau đó được chế từ hexametylen axit acetic, sai rồi đúng không? Nó phải là axit a đi pic nha. Đấy, viết bên cạnh rồi để nó nhớ. Phần này thì nhắc lại là nó nhiều lý thuyết nên là mình chịu khó đọc đi đọc lại, làm đi làm lại một vài lần nó sẽ nhớ. Cần để đăng cho lên shop để làm một lần nữa, giống như kiểu mình học thuộc lý thuyết. Làm tiếp ở dưới thì xem nào. Bạn nào làm cho tiền nữa nhỉ, cho đi làm cho tiền nào. Có bao nhiêu đấy? Câu 31 nhé, làm 5 câu nhỉ, Cô 31 em chọn D. cố gắng làm hết xong sớm mình nghỉ. 31 nhầm, D. làm ăn đi dễ rồi đúng không. Từ Visco chỉ có hai cái từ này là từ bán tổng hợp thôi nha, hay từ nhân tạo. 32 em. 32 là C. Trùng hợp, nhớ trùng hợp này. Trùng hợp phải chứa lên cái đôi đúng không? Đọc cái chất nào em nhỉ? Meta Grilla Đúng rồi, này, tiếp em. Agri. Đúng rồi, cái chất này nó hơi khó nhớ, đọc tên gốc chất của nó chính là vinin cyanua đấy. Khi mà đọc vinin là các bạn nhớ ngay, nhưng mà đọc agrinonitrin là mình sẽ hơi khó nhớ đúng không. Hai chất này là một, agrinonitrin với lại vinin cyanua. Tiếp em, còn chất nào? Vinil. Đúng rồi, có 1, 2, 3, 3 thằng có chữ liên kết đôi đây. Qua 3. 33 em nghĩ là B. Những polymer có thành phần cellulose, có thành phần cellulose loại trừ đi nếu như không nhớ đúng không. Có thành phần nhé, là cellulose em nhé, có nghĩa là chứa cellulose hay được tạo ra từ cellulose. A thì loại chưa. Loại thì còn 6 nhé. B thì loại, biết loại thằng nào Nitro. không? Nitro thì loại sao được đúng không? Tơ tằm thể loại. Tơ tằm vừa nãy mình mới làm một có cái câu thì nói tơ tằm nó sợi protein đúng không? Nhớ. Tơ tằm nó sợi protein.
Để loại đáp án C em. Sợi Có. bông. Còn nhớ bông chứa nhiều cellulose không? Có. Có, bông chứa khoảng bao nhiêu phần trăm cellulose? 80. 98% cellulose, rất nhiều cellulose đúng không? Từ disco thì chắc chắn rồi nhỉ. Câu 34 em. Ba tư là B ạ. B bò acid lipid pH hexametionen đúng rồi, đáp án B. 35. Ba lần là B ạ. Nitron mà à, lại bị lẫn rồi à. Nitron, nitron hay còn gọi là tơ ô lon đúng không? Ờ, 35. Không phải đáp án B, đáp án B đấy là tơ ni non 6 đúng không? Dùng để sản xuất. Ừ, đáp án này. Được rồi em. Thì gọi một bạn khác. Đức này này, Đức chưa được làm nhỉ? Em đây. Ừ, làm câu mấy rồi em? Làm được đến câu mấy rồi? Em cũng đến 3 năm rồi. Em cũng đi 35 à? Làm luôn nhá, 36. Em mới cho các bạn học về kiểu như dạng khối xã hội nhỉ, các bạn cầm cả một quyển sách dày học sử mới học địa nhỉ, cũng vất đấy chứ hả, đặc biệt là ngày xưa thi tự luận nhỉ, cứ sợ lý thuyết. Hình lý thuyết nó là chìa khóa để mình điểm cao đấy, lý thuyết chỉ khó học phí nó nhớ, có nghĩa là mình làm một lượt hai lượt là sẽ nhớ ngay. Polyethylene terephthalate được điều chế phản ứng chung ngưng axit terephthalic với chất nào? Đấy, suy luận một tí. À. Ethylene glycol đúng không? Đáp án này chính là côn hai chất đấy. C2H4OH mấy lần? Hai lần đúng không? Vì bên cạnh có thể cho nhớ. Đứng ngoài chọn ethylene nhé. Nhiều bạn thấy ethylene chọn ethylene sai mất. Câu 37. Tân hay tolon có thành phần hóa học gồm các nguyên tố đấy. Có nghĩa là người ta thay đổi cách hỏi đi. Lúc thì người ta hỏi cấu tạo của polymer, lúc thì người ta hỏi cái thành phần về bản chất của nó, vẫn phải thế. Vẫn phải nhớ cấu tạo của cái tơ nitron này hay tolon này. Đúng không? Thì mình biết được thành phần nó chứa những nguyên tố nào. À. Đúng rồi, ba nguyên tố CHN đúng không? Nitơ. Để xem có vẻ mà không biết nhỉ, polymer là sau đây không dùng để sản xuất chất dẻo đúng không? Chất dẻo thì có mấy cái polymer mình hay gặp này, liệt kê lại cho đây này, PE này đúng không, PVC này, P gì nữa, MM này, chính là polymethyl metacrylate này, PPF này, PPF thì ít gặp, polyphenol formaldehyde này đúng không. Ở đây người ta không dùng để sản xuất chất dẻo, nghĩa là sản xuất chất khác. Đáp án gì em? À. Đáp án A. Thế thằng này sản xuất cái gì còn nhớ không? Polybutadien sản xuất. Polymer dùng sản xuất chất gì? Vật liệu nào nhỉ? Có ba loại vật Cái liệu thôi. Có ba loại vật liệu thôi. cao su ạ. Đúng rồi. Cao su. Cụ thể nó chính là cao su gì đây? Buna. Nhớ đây có ba nhóm vật liệu này, chất dẻo này, tơ này, cao su. Đấy, tơ thì cũng dễ nhớ rồi đúng không? Thế không phải chất dẻo thì còn lại chất là cao su thôi nhé. 39. Là chính xác.
đọc kỹ vào em. Trung hợp nhưng sản xuất ra gì đây? Tơ. Bây giờ đây. Đúng rồi, Nam từ nãy giờ gặp nó nhiều không? B. Đọc về cấu tạo của chất này xem nào. Actinonitrin, em nhớ xem nào. Em tính nào. Liên hệ cho đây, nó giống vinil clorua này, gần giống vinil clorua. Actinonitrin, vinil CH2 clorua. với đôi CH CN. Nó chỉ khác mỗi n cao n thấp thôi, đấy là cái cách để mình liên hệ không bị quên được. Trên này ngoài sản xuất tơ gì đấy còn nhớ không? Tơ gì ghi luôn bên cạnh cho thử đấy. Tơ gì này Chẳng nhớ. nhớ đi, cố nhớ đi, từ lành đọc từ nãy giờ rồi. Ừ. Tơ ni non thì không phải rồi đúng không? Có một cái từ mà cũng hay hỏi hay gặp nữa, quay lại những câu nhận đến những câu trên như kìa, chính là câu 35 kìa em kìa. Từ gì đấy? Có vẻ như các bạn học lý thuyết nó không vào mấy sao nhỉ? À, đúng không? Cho nó Tơ ni tròn. Sau này phải làm nhiều lý thuyết sẽ nhớ ngay tơ nitron hay tơ olon, không được chủ quan lý thuyết. Câu 40 tố chất tạo ra phản ứng trùng hợp, nhớ điều kiện trùng hợp phải chứa liên kết gì đôi. ở đấy, tìm ra để xem có bao nhiêu chất chứa liên kết đôi là xong đúng không. Vòng kém bền thì chưa thấy năm nào nó hỏi đâu nha. Chủ yếu liên kết đôi thôi. Ba chất đọc đưa lên nào, mấy chất nào? Tìm chính xác rồi, mấy ba chất chất nào đọc ra được? vinil acetate, Giờ ok, tiếp tục. meta Đúng rồi, hai này. Tiếp. toluene này. Toluen vừa nãy có chất thầy viết rồi đấy. Ở cái đề nào thầy viết đấy. Không nhớ à, chỉ có suy luận một tí nào hả, tìm những cái chất có chữ cái Có cái đôi hả. sở styren thế này, Đúng có rồi, cái sở styren. styren đúng không, styren còn nhớ không, vừa nãy có một cái đề thì nói rồi đấy, vòng benzen này viết gọn lại C6H5 đúng không, CH này nối đôi CN2 đấy, vinil benzen đấy. Toluen thì không được nhớ, toluen thì nó là vòng benzen này kết với nhánh gì em? Metin nha. Bạn Ừ. Còn một chất nữa.
Còn một chất nào nữa em nhỉ? Isoprene. Đúng rồi, có nhớ isoprene không? Mấy C? Mạch thẳng 4C, hai nên cân đôi được một nhánh. Đó, đây là isoprene này. Ok chưa? Vậy nó phải mấy chất này? 1, 2, 3, 4 chất nha. Những câu này là câu lý thuyết mà đi thi mà mình làm sai với tiếng. Quan trọng nhất là mình phải nhớ cấu tạo của từng chất. Quang người ta, Quang làm luôn nhé. Quang làm được bao nhiêu rồi? 41 em. Bốn muốn đợt B 41 thì dễ rồi nhỉ, sai câu này thì thôi đi ngủ luôn. 1B 42 em. 42A. Hai polymer rất hay gặp đúng không? 43. 43 thì em 43. vẫn chưa biết. Suy luận đi hả, đúng không? Polymer rất bền với nhiệt là hóa chất được tráng phủ lên chảo nồi xoong nhà mình nên hàng ngày hôm nào chả ăn cơm đúng không? Dán chảo nồi trông dính ấy. Các bạn học cái phần bài vật liệu polymer đấy, có cái hình cái ảnh cái chảo đấy, còn nhớ không? Polymer là sau đây. Nhớ không? Đáp án C, Teflon. Đấy. Trên một cái loại vật liệu để người ta tráng lên, phủ lên các loại nồi chảo trông dính nhé. 44. Dãy nào sau đây gồm polymer dùng làm chất diệt? 44D. B đúng rồi. Có mấy polymer vừa nãy thì liệt kê rồi đấy. PE này, PVC này, PMM này, đúng rồi. Butamana mình loại đi, nylon 6 này. Loại. Đúng không? Ở đáp án B loại buta-13-dien này, thằng này sản xuất cao su này. Đáp án C loại nylon này, 66 nhìn thấy ngay này. 45 em. Tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Có hiểu câu hỏi không? Tơ được sản xuất từ cellulose. Ý cái câu này là người ta hỏi tơ gì em? Tự nhiên là thế. Không phải tơ gì? Được sản xuất từ cellulose có nghĩa là tơ gì? Bán tổng hợp. Đúng không? Cellulose là polymer thiên nhiên nhá, đúng không? Sau đó là về người ta sản xuất rồi chế biến thêm một phần nhá thì được polymer đấy, người ta phải gọi là polymer bán tổng hợp. Đáp án gì? Đáp án sau đây C. C đấy, phải chú ý câu hỏi rồi đấy. Thay đổi cái câu hỏi đi mình phải hiểu. Nylon 66 chính là tơ gì rồi? Tổng hợp. Còn tơ tằm thì là gì? Tự nhiên. Thiên nhiên, tơ capron. Tổng hợp tơ capron hay còn có một tên gọi khác chính là tơ nylon 6. Tiếp cho một bạn khác đi xem. Cho Hải là Hải Nam chứ, hình như Hải chưa được làm gì. Hai hai nó bảo không biết điện thoại. Thế à? Thế cho Duyên à? Dạ thật. Ừ, 46 em. 46B. Bề bò, đọc rồi đọc, thiên nhiên dễ quá rồi đúng không? Tờ tầm bông và len ạ. Đúng, len, rồi. Ghi luôn cho thầy, Vitco là bán tổng hợp rồi, ghi lại nhiều nó sẽ nhớ. Nylon 6 là tổng hợp này, tơ acetat là bán tổng hợp này, đúng không? Tơ nitron là tơ tổng hợp này. À, bên 423 có 3 thôi, 47.
Bạn nào đốt cái ống nhựa PVC bao giờ chưa? Ống nhựa PVC chính là được sử dụng rất nhiều ứng dụng hàng ngày đấy, đúng không? Ống dẫn nước PVC, để ý một tí, ống nhựa tiền phong ấy, tôi hay ghi chữ PVC ở trên ống nước. Quay đốt bao giờ? Đốt ống nhựa bao giờ cháy khói đen xì đúng không? Sinh ra rất nhiều khí độc, trong đó có khí X. Khí X tác dụng Na(GNO3), thu được kết tủa màu trắng. Cái chỗ này suy luận thôi đúng không? Kết tủa màu trắng biết ngay là trong X này, công thức của X này nó phải chữa Không chính HCl, chứa CL, chứa clo để nó tạo kết tủa với bạn đúng không? Ở đây chính là tạo kết tủa bạc clo màu trắng. 48 48 cho em là đi. phản chống ngưng đúng không? Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ monomer thành phân tử lớn, đồng thời tách ra phân tử nhỏ khác nước, nó chính là phản ứng chung ngưng thôi, không gì cả. Nhớ phân biệt chung ngưng khác với trùng hợp, đúng không? 49 49 là D. D không đúng. Đúng rồi, nó phải được điều chế bằng phản ứng gì em Bằng nhỉ? trung Nitron, học. trùng hợp. Nitron vừa nãy là mình làm rất nhiều rồi, đấy chính là trùng hợp vinin cyanur n acrylonitrile. Đó, chất này đây. Ia này thành phần chính của sợi bông là cellulose đúng rồi. Ib tơ ni-non thuộc loại tơ polyamide đúng rồi. Ic quần áo làm bằng tơ ni-non này, tơ tằm này thì không nên giặt bằng xà phòng. Những cái câu hỏi này mình phải suy luận nhé. Đề thi cũng có năm nó đề cập đến rồi đấy nhé. Xà phòng thì có môi trường kiềm đúng không, môi trường bazơ, mà đặc điểm của cái thằng nylon với lại tơ tằm thì hai cái thằng này đúng không, nó kém bền trong môi trường axit và môi trường bazơ hay môi trường kiềm, vì vậy người ta không nên giặt quần áo làm bằng tơ nylon hay là tơ tằm nhé, bằng xà phòng. 50 em. Em thấy câu 50 Nghĩ theo em là đoán thôi đúng không? Khi bị axit đặc rơi vào quần áo mà làm bằng sợi tơ viscose. Chị chỗ mày đó có hiện tượng gì, hay rơi vào giấy có hiện tượng gần giống như vậy? bị đen. Bị ố đen đúng không? Có hiểu nguyên nhân tại sao bị ố đen không? Em không biết đáp em nói nhiều. Hôm nào làm thí nghiệm nhỉ, trong phòng thí nghiệm axit đặc này nhé, các bạn chú ý này, H2O4 đặc, chú ý cái thằng này có tính háo nước đúng không nào. Cái tơ visco thì nó được tạo nên từ các sợi cellulose hay giấy cũng thế đúng không, cellulose thì mình biết rồi thành phần của nó đấy, CN này, C6H10O5N lần đúng không, tách ra rồi đấy, nó có dạng là C6NH2O. Cái này mình học rồi, carbohydrate này 5N đúng không, 6H10 đúng rồi, 5N đúng chưa nhỉ, 6H10O5 đúng không. Đây thằng này đây đúng không, khi mà nhỏ axit hay dây axit vào thì đặc điểm là thằng axit nó lấy mất nước đấy. Mất nước đi, mất nước đi thì còn carbon đó. Vậy nó có hiện tượng bị hóa đen, ố đen nhé. Cái chỗ vải này có thể bị thủng hoặc giấy axit nhỏ có thể bị thủng nhé. Năm mươi một vật liệu là sau đây là chất rắn trong suốt có khả năng chuyển ánh sáng chuyển qua tốt. Cái này mình lại suy luận được. Cho Linh làm hay là Hoàng Linh làm thế nào? Đây là câu 51 là đen. Thủy tinh hữu cơ đúng không, thủy tinh hữu cơ có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, nhờ có cái khả năng mà có ánh sáng chuyển qua tốt này, vậy người ta dùng để sản xuất cái gì còn nhiều không em?
sản xuất cái gì đây. Cái bài polymer nó có nguyên một cái phần là ứng dụng của thủy tinh hữu cơ, người ta nói rất nhiều cái ứng dụng của thủy tinh hữu cơ đúng không, cái phần Đúng. là như là phần đọc thêm ấy. Thì khoa nó trang 74 ấy. Đây này, một số những ứng dụng quan trọng này phải đọc cho các bạn để các bạn nhớ cho đây này. Đây, một số những ứng dụng đây, nó có thể dùng làm kính máy bay này, ô tô này, kính trong các máy móc nghiên cứu. Đúng không? Kính xây dựng này, đồ dùng gia đình này, trong y học thì nó có thể làm mà răng rẻ này, xương rẻ này, kính bảo hiểm. Vân vân. Đó. Đấy là một số những ứng dụng quan trọng của nó. Câu 52 em. Chất dẻo không dùng để sản xuất chất dẻo. Vừa nãy như cũng có một câu ý hỏi kiểu này rồi. À, À đúng rồi, polyacrylonitrile dùng sản xuất gì em? Em nhớ chưa? dùng để sản xuất cao su, cao su bunad, ép cao su bunad là Không phải lấy polymer này, đừng nhầm nhé. Polymer này là sản xuất tơ. Tơ thì em nitron. nitro. Đừng nhầm nhé, nếu lấy mỗi acrylonitrile thôi nhé, lấy acrylonitrile đồng trùng hợp với butan một baryen thì mới sản xuất cao su bunan. Còn nếu mà đã làm polymer rồi thì là sản xuất tơ nitron. Không khéo mình sẽ nhầm với nhau. Đây là người ta hỏi polymer. Từ cái polymer đấy sản xuất ra loại vật liệu polymer nào. Câu 53. Ba là B ạ. B đọc từ đây những chất nào em nhỉ? Trùng hợp. Styren với cả vinyl acetate ạ. Đúng rồi, cứ thằng nào thôi như còn thiếu mất nhỉ? À, thiếu mất một rồi. Acrylonitrile lại quên à. Đúng không? À, trước lên cái đôi thì mình chọn thôi. Propen được này, 3C. Styren được, vừa nãy thì biết styren trên rồi, vinyl acetate, acrylonitrile nữa. 4. Phần này chỉ khó học lý thuyết thôi. 54. Tơ chứa các gốc alpha rồi lại sai bây giờ này, không chịu suy luận là đến lúc những cái câu hỏi polymer người ta hỏi suy luận rồi là lại quên này. Đấy, tơ chứa các gốc alpha amino acid là đánh lừa được cuối bạn chơi nào. Loại hai thằng đi, tơ visco loại rồi, tơ capron loại rồi, tơ nylon 6 loại rồi, nó phải đan B chứ. Nylon 6 thì nó có thể được tạo nên từ các gốc alpha amino acid đâu em, đúng không? Tơ tằm, có hiểu tại sao tơ tằm nó lại chứa các gốc alpha amino acid không? tạo bởi cellulose. Đâu tơ tằm cơ mà à? Tơ tằm là các sợi gì vừa nãy thầy nói trên rồi. Trong tơ tằm nó chứa các sợi protein đơn giản. Nó có chứa các sợi protein. Chính là protein nào đấy? Thầy đọc ở cái phần cổ nào thầy có ghi đấy. Pi bờ roin nha. Đấy, ghi cho thầy bên cạnh cho nó nhớ. Fibrin là một trong các loại protein đơn giản. Những câu hỏi như này là câu hỏi nó dễ nhưng mà mình phải suy luận một tí, không là mình đã sang. Câu 55. Polymer thuộc loại polyamide dễ rồi. Sáu sáu Tương nhiên là 66 này.
Khi người ta hỏi khi người ta hỏi số polymer thuộc loại polyamide thì việc đầu tiên phải nhớ rồi là polymer này là thuộc loại polymer gì đã, hợp cho đây đã nha. Vậy có nghĩa là mình sẽ đi tìm cho này những cái polymer tổng hợp đã và nó thuộc loại polyamide đúng không? Tơ đi non 66 này, tiếp tơ nào nữa em, còn lại tơ nữa chính là tơ gì đây, capron đúng không? Capron thì tên gọi khác của nó chính là tơ ni non mấy, Sáu ni non 6, các loại ni non nha, ni non 6, ni non 7, ni non 66 đều thuộc loại polyamide. Hết rồi đáng nhỉ. Hết rồi. Ok chưa? Rồi, để thầy hướng dẫn lốt nha. Câu 56. Chỉ có thầy hướng dẫn lốt nhé, xong nghỉ cho kết thúc cái phần polymer này. Sau này buổi tới thì chữa lốt. Bị ôn đề. Polymer được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng, trùng ngưng thì dễ rồi đúng không? Đáp án A. Làm rất nhiều ở trên rồi. Polyethylene, tere và phtalate. À, còn lại trùng hợp hết. Câu 57. Khối lượng của một đoạn mạch polyvinyl clorua là 35.000. Hệ số trùng hợp của polymer là bao nhiêu? Bây giờ mình viết cho đây công thức của polyvinyl clorua thôi. Giống như một cái câu vừa nãy các bạn làm ở phần tơ. Đây, vinyl clorua đây. PVC đây. Từ đây các bạn sẽ tính đây. Cộng hết bên trong vào từ đây xem bao nhiêu N đấy. Xong ra N. Bao nhiêu nhỉ? Bạn nào tính trong tính ở bên trong từ đây nào. Sáu hai phẩy năm nhân n bằng là 35.000 đúng không? Từ đây mình sẽ suy ra n cho thấy n bao nhiêu đây, em bấm máy cho được 560 ạ. rồi. Ok, 560 các bạn năm tám. Polymer là sau đây có tính đàn hồi, khi người ta hỏi các bạn tính đàn hồi là mình phải suy luận ngay đúng không? Tính đàn hồi là phải liên quan đến cao su, phải suy luận cho đây đúng không? Cao su thì bây giờ mình xem polymer nào, đáp án C, tính chất của nó mình nhớ ngay polybuta-1,3-dien này, cùng sản xuất cao su buna đúng không? Câu 59. Polymer sau đây bền với axit, nhớ nó bền với axit nhé. À, được dùng làm ống dẫn nước, gợi ý ống dẫn nước này, vật liệu cây điện này. Khi đốt cháy giải phóng khí có khả năng tạo kết tủa với AgNO3. Câu này vừa nãy có một ý làm rồi, có điều là cái chỗ này thì cho thêm cái phần ứng dụng nó dài hơn tí đúng không? Đó chính là poly vinyl clorua, đáp án A đúng chưa nào? PVC. Đấy, còn mỗi câu 60, câu 60 là câu mà người ta kết hợp đúng không? Kết hợp với cả polymer rồi với cả phần ST. Có làm không? Có làm nốt không? Hay để dành cho về nhà làm? Comment không? Ừ. Làm nốt 60 không? Hả? Trả lời nhanh khẩn trương nào, làm nốt 60 không hay để dành cho câu này về nhà nghĩ luôn. Về nhà cũng được. Nhỏ nhỉ, Việt. Thế thì thầy dành cho câu này về nhà nhá, nghĩ lốt câu này rất hấp dẫn nhỉ. Câu này nếu mà đề thi nó thuộc phần lý thuyết nâng cao ấy nhá,